Câu hỏi số 4. Một Phật tử nó hỏi: Kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu của con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cát chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy gì? Hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhất thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đạo Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì? Đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền, nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì an an một chút, công đức của mình bắt đầu gì có một chút, thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì đến phá đạo chúng ta, hoặc là gì thiên ma sai đến, hoặc là gì bằng lòng đố kỵ mà gì mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì, gọi là tinh mị, các loài tinh mị cầm đầu. Các loại tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Trong chỉ quán tọa thiền Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỳ khưu phá giới và bị chư tăng là gì tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỳ khưu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất gia theo một ngoại đạo và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì sẽ báo thù và phá gì bằng được những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy, và sau khi chết do ông ta cũng gì cũng đi tu theo gì theo ngoại đạo, cho nên ông ta gì hóa làm một loài chúa quỷ, và con quỷ đó chính là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Sách nói quỷ mặt con quỷ này á nó như là cây đàn tỳ bà và nó rất hung dữ, nó đến phá người tu bằng chúng ta gì có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó gì là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước hoặc đằng sau, hoặc trên mặt hoặc trên mũi hoặc trên tai hoặc trong tai, hoặc chui vào tai hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc giò dậy ở trên trên đầu của ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu hoặc là một con gì một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì con sâu nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Chứ thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này.
Thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến. Nó đến và nó có thể gì? Có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình. Nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay tu, chuyên tu ngày xưa đó, thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột vào gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì nghe bò vào mình, nó đậu vào mình và nó bò mình, phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ Thâu Lạp Cát Chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ tí này thì thường là có gì, có ba cái loài linh vật, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chuỗi này, vân vân, cái con đó thì nó đến gì, đến để phá chúng ta, thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì, nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại, có thể các vị vào mạng tra cái quyển Chỉ Quán Tạ Thiền Thiên Thai Chỉ Trả Đại Sư, xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tí Xỉu Dần Mão Thìn Thìn Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì, có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó cái, gọi là cái tinh mị cái quái vật đó, chúng ta cứ kêu tên đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi thiền vào giờ gì, giờ Tị chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn mà nó không đi, nó vẫn cứ dọ dẫy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là Thâu Lạp Cát Chi, quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nay gì, người xuất gia, thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta thì ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó vân vân, chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi, vốn xưa ngươi vốn là gì, một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao, liền quở trách nhau. Thế pháp của quỷ gì, khi nghe người ta kêu thế gì tên nó lên á, thì lường liền nó gì, nó bị bại lộ rồi, thì là nó gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóng cóng bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp này, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi tràng niệm Phật đó. cái tràng này tràng cầm tay, còn cái tràng ngày xưa là tràng đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối tràng đó gì,
chỉ 108 biến đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một biến đại bi, tức là đặt cái cố tràng đó lên trên cái ban thờ Phật á, và chỉ 108 biến đại bi, chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú, nhưng mà chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì, trị quỷ. Và ngài Thiên Tây Trí Giả Đại Sư, ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên núi, và cũng thường bị ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thế một hôm nữa gặp được vị hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 biến đại bi vào đó, 108 biến đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình, và nhất tâm chỉ 108 biến đại bi vào đó, và đem cái gương treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này, để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó, để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì? Phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì? Đọc tên nó ra. Như là các loài tinh mị 12 giờ. Thì giờ nào thì mỗi giờ có gì? Có 3 loài thú đến. Chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loài tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu lạp cát chi á, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên. Và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi á, thì chúng ta thì đọc giới. Nhưng chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới. Giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và thì tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại nhé. Giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân, cho đến thứ năm là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó. Dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con thì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì? Tên pháp danh là gì? Quy pháp rồi nguyện gì? Không quy ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổ niệm Bắc Đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật, niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật đó thì nó càng làm tới, bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài, cho nên gì, mình niệm Phật đó nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì? Không dùng Phật mà mình dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó. Bằng cách gì? Chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì? Chú Đại Bi chẳng hạn. Nếu mà chú Đại Bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì? Chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn A Mani Văn Minh Hằng của Đức Quán Thế Âm thôi. Hoặc chú gì? Văn Thù Chân Ngôn của Đức gì? Của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loài quỷ thần mà hung á, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú Lăng Nghiêm. Tâm chú Lăng Nghiêm đó là tâm chú Lăng Nghiêm, là Anana Đệ Tỳ Sa Đệ Vệ La Ba Sa La Đà Đi Bà Đà Bà Đà Đế Bà Sa La Băng Ni Phán Hoa Đô Đô Ma Sa Bà Ha đó. Nhất tâm mà chỉ cái câu thần chú đó, 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên, thì quỷ sẽ liền gì?
liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh. Đó. Đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì? Để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì? Bị tinh mị và các quỷ và quỷ thâu lạp cát chi nó để đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do. Có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đấy là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nên nó đến nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên á, Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta. Đó. Quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Cho nên trường hợp này, một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao họ lại bắn ta. Giống như người chúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rỉ vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì? Để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì? Nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì? Nhưng mà không kéo được. Nó có đâu mà kéo. Nó không có thật tướng cho nên gì? Không kéo. Chỉ có phương pháp gì? Như thầy nói lúc nãy đó, về xem nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển chỉ quán tọa thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái quan tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu lạp cát chi cũng kêu tên nó lên đuổi nó và chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì? Tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp. Đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy.
Câu hỏi số 4. Một Phật tử nó hỏi: kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu của con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhá thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền, nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì an một chút, công đức của mình bắt đầu gì có một chút, thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì đến phá đạo chúng ta, hoặc là gì thiên ma sai đến, hoặc là gì bằng lòng đố kỵ mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì, gọi là tinh mị. Các loài tinh mị cầm đầu các loại tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ thâu lạp cát chi. Trong chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ thâu lạp cát chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là gì tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất ra theo một ngoại đạo và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì sẽ báo thù và phá gì bằng được những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy, và sau khi chết, do ông ta cũng đi tu theo gì theo ngoại đạo, cho nên ông ta gì hóa làm một loài chúa quỷ, và con quỷ đó chính là quỷ thâu lạp cát chi. Sách nói quỷ mặt con quỷ này á, nó như là cây đàn tỳ bà và nó rất hung dữ, nó đến phá người tu bằng chúng ta thì có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó thì là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc lên trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc dò dậy ở trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu, hoặc là một con gì, một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì, con sâu, nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Nhưng thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này.
Thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến. Nó đến và nó có thể gì? Có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình. Nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì, và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay tu, chuyên tu ngày xưa đó, thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột vào gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì, nghe bò vào mình, nó đậu vào mình và nó bò mình phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành con bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ Thâu Lạp Cắt Chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu. Đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ tí này thì thường là có gì? Có ba cái loài linh vật. Ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chuối này, vân vân. Cái con đó thì nó đến gì? Đến để phá chúng ta thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì? Nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại. Có thể các vị vào mạng tra cái quyển Chỉ Quán Đại Thiền Thiên Thai Chí Giả Đại Sư xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma. Ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tí Sửu Dần Mão Thìn Tiền Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì? Có 2 đến 3 con vật. Nó thường là nó cái, gọi là cái tinh mị cái quái vật đó. Chúng ta cứ kêu tên, đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi thiền vào giờ gì, giờ tị chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn mà nó không đi, nó vẫn cứ dọ dẫy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là Thâu Lạp Cát Chi, quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nay gì, người xuất gia, thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta gì? Ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó, vân vân. Chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Vốn xưa ngươi vốn là gì, một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách nó thế. Pháp của quỷ gì, khi nghe người ta kêu thế gì, tên nó lên á, thì lường liền nó gì, nó bị bại lộ rồi thì là nó gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóm cóm nó bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp là gì, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi chàng niệm Phật đó. cái chàng này chàng cầm tay, còn cái chàng ngày xưa là chàng đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối chàng đó rồi
chỉ 108 viên đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một viên đại bi, tức là đặt cái cố tràng đó lên trên cái ban thờ Phật á, và chỉ 108 viên đại bi chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú, nhưng mà chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì? Trị quỷ. Và ngài Thiên Tây Trí Giả Đại Sư, ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên núi, và cũng thường bị ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia cũng bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thế một hôm nữa gặp được vị hòa thượng nó dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 biến đại bi vào đó, 108 biến đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình, và nhất tâm chỉ 108 biến đại bi vào đó, và đem cái gương treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ những cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này, để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và những nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì? Phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì? Đọc tên nó ra. Như là các loài tinh mị 12 giờ, thì giờ nào thì mỗi giờ có gì? Có 3 loài thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loài tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu lạp cắt chi á, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên. Và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi á, thì chúng ta thì đọc giới. Như chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới. Giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và thì tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại nhé. Giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân, cho đến thứ năm là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó. Dần dần quỷ thâu lạp cắt chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con gì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì? Tên pháp danh là gì? Quy pháp rồi nguyện gì? Không quy ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổ niệm Bắc Đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật, niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật đó thì nó càng làm tới, bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài, cho nên thì mình niệm Phật đó nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì? Không dùng Phật mà mình dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó. Bằng cách gì? Chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì? Chú Đại Bi chẳng hạn. Nếu mà chú Đại Bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì? Chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn A Mani Văn Minh Hồng của Đức Quán Thế Âm thôi. Hoặc chú gì? Văn Thù Chân Ngôn của Đức gì? Của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loài quỷ thần mà hung á, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà gì mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú lăng nghiêm. Tâm chú lăng nghiêm đó gì? Đó là tâm chú lăng nghiêm là Anala Đệ Tỳ Sa Đề Về La Bà Sa La Đà Đi Bà Đà Bà Đà Đế Bà Sa La Băng Ni Phán Hồ Đô Đô Văn Sa Bà Ha đó. Nhất tâm mà trì cái câu thần chú đó, 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên, thì quỷ sẽ liền gì?
liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh. Đó. Đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì? Để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma, đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì? Bị tinh mị và các quỷ và quỷ thâu lạp cát chi nó để đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do. Có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nên nó đến nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là tâm chúng ta tu cầu mà gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta. Đó. Quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Đó. Cho nên trường hợp này, một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao họ lại bắn ta. Giống như người chúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tầm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rìa vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng cho nên gì không kéo. Chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem, nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái con tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu lạp cát chi cậu kêu tên nó lên đuổi nó và chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì? Tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp. Đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy.
Câu hỏi số 4. Một Phật tử nó hỏi: Kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu con. Con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu lạp cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy gì? Hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhá thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền, nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu an một chút, công đức của mình bắt đầu có một chút, thì bây giờ có các loài quỷ thần đến đến phá đạo chúng ta, hoặc là thiên ma sai đến, hoặc là bằng lòng đố kỵ mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gọi là tinh mị, các loài tinh mị cầm đầu các loại tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ thâu lạp cát chi. Trong chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ thâu lạp cát chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng á, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn ôm hận và xuất gia theo một ngoại đạo, và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ sẽ báo thù và phá bằng được những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy. Và sau khi chết, do ông ta cũng đi tu theo ngoại đạo, cho nên ông ta hóa làm một loài chúa quỷ, và con quỷ đó chính là quỷ thâu lạp cát chi. Sách nói quỷ mặt con quỷ này á, nó như là cây đàn tỳ bà và nó rất hung dữ. Nó đến phá người tu bằng chúng ta có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước, hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc dò dậy ở trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu, hoặc là một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con sâu, nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Nhưng thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này.
Thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến. Nó đến và nó có thể gì? Có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình. Nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay hay tu chuyên tu ngày xưa đó thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột 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 vào gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì nghe bò vào mình, nó đậu vào mình và nó bò mình phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành con bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ thâu lạp cắt chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ Tí này, giờ Tí này thì thường là có gì, có ba cái loài linh vật, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chuối này, vân vân, cái con đó thì nó đến gì, đến để phá chúng ta thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì, nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại, có thể các vị vào mạng tra cái quyển chỉ quán tạo thiền thiên thai chỉ giả đại sư xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tí Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì, có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó cái, gọi là cái tinh mị cái quái vật đó, chúng ta cứ kêu tên đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi thiền vào giờ gì, giờ Tỵ chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn mà nó không đi, nó vẫn cứ dọ dẫy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là thâu lạp cát chi, quỷ thâu lạp cát chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nay gì, người xuất gia thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta, ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ gì, giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó vân vân, chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì, con quỷ thâu lạp cát chi, vốn xưa ngươi vốn là gì, một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách nhau thế. Pháp của quỷ gì, khi nghe người ta kêu thế gì, tên nó lên á, thì liền nó gì, nó bị bại lộ rồi thì là nó gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóm cóm bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp là gì, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi tràng niệm Phật đó. cái tràng này tràng cầm tay, còn cái tràng ngày xưa là tràng gì đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối tràng đó gì,
chỉ 108 viên đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một viên đại bi, tức là đặt cái cố tràng đó lên trên cái ban thờ Phật á, và chỉ 108 viên đại bi, chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú và chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì, trị quỷ. Và ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên núi, và cũng thường bị ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thế một hôm nữa gặp được vị hòa thượng, vị hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 biến đại bi vào đó, 108 biến đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình, và nhất tâm chỉ 108 biến đại bi vào đó, và đem cái gương treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này, để cho phản là cái sự ngồi như cái bức tranh. Ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và những nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì, phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì, đọc tên nó ra, như là các loại tinh mị 12 giờ, thì giờ nào thì mỗi giờ có 3 loài thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loài tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu lạp cắt chi ấy, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên, và chúng ta nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi ấy, thì chúng ta đọc giới. Nhưng chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử tại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới: giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và gì, tôi nhất tâm tôi chỉ giữ. Và mình lại đọc lại nhé: giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân, cho đến thứ năm. Là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó, dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con thì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì? Tên pháp danh là gì? Quy pháp rồi nguyện gì? Không quy ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổ niệm bác đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật thì nó càng làm tới. Bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài. Cho nên thì mình niệm Phật á, nó không có sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì? Không dùng Phật mà mình dùng ấy, dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó. Bằng cách gì? Chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì? Chú Đại Bi chẳng hạn. Nếu mà chú Đại Bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì? Chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng của Đức Quán Thế Âm thôi. Hoặc chú gì? Văn Thù Chân Ngôn của Đức gì? Của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loài quỷ thần mà hung á, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà gì mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú lăng nghiêm. Tâm chú lăng nghiêm đó là gì? Đó là tâm chú lăng nghiêm là Anana Đệ Tỳ Xà Đề Bà La Ma Sa La Đà Đi Bà Đà Bà Đà Đế Bà Sa La Băng Phán Hồ Đô Đô Ma Sa Bà Ha đó. Nhất tâm mà chỉ cái câu thần chú đó, 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên, thì quỷ sẽ liền gì?
liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh. Đó. Đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì? Để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì? Bị tinh mị và các quỷ và quỷ thâu lạp cát chi nó để đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do. Có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nên nó đến nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta. Đó. Quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Cho nên trường hợp này, một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao lại bắn ta. Giống như người chúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rìa vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng cho nên gì không kéo. Chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem, nên tìm hoặc là ra cho quán sứ mua thỉnh cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái quan tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu lạp cát chi cậu kêu tên nó lên đuổi nó bỏ chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì, tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp. Đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy.
Câu hỏi số 4. Một Phật tử nó hỏi: kính thưa thầy, mỗi lần con niệm Phật như có vật gì bò hoài trên đầu của con thử lấy tay xoa và kéo xuống. Có thầy nói không sao đâu, nhưng càng ngày con càng thấy như có vật gì đó đang bò mạnh trên đầu con. Con xin hỏi hiện tượng này là như thế nào và phải làm sao cho hết? Vị này chắc chắn đang bị quỷ thâu làm cắt chi phá. Vì sao thầy biết? Đừng hỏi vì sao thầy biết, mà hãy gì? Hãy học cách để xử lý nó ngay. Chứ không đổ, không có để cái này lâu á thì lâu lâu là thành bệnh. Mà thành bệnh nhá thì rất khó để chữa đấy. Ở trong thầy xin giải thích một chút để cho Phật tử này cũng như một số các Phật tử hoặc là tăng ni sau này mà tu tập gặp những cái hoàn cảnh này, chúng ta có những kinh nghiệm để chúng ta xử lý. Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, ngày xưa thầy rất là hâm mộ Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư và đọc rất nhiều sách của Ngài. Đặc biệt là gì? Là nghiên cứu, phải nói là khá sâu cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, và đã thực hành nó cũng 4-5 năm trời. Và trong cái quyển chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư có nói rất rõ về cái phương pháp gì? Trị quỷ, trị ma quỷ khi tu hành mà có chướng. Đây chính là một trong những phương pháp đó để điều trị cái bệnh mà Phật tử này gì? Đang mắc phải này. Trong sách chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói là cái người ngồi thiền, nhưng đây chúng ta áp dụng cho cả người niệm Phật, cho cả người trì chú, cho cả người gì? Tu tập bất cứ pháp môn nào cũng có thể xảy ra cái này. Nó là sao? Hiện tượng của nó là khi chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh hoặc là trì chú hoặc là tĩnh tọa vân vân đó, cái tâm của mình bắt đầu gì? An một chút, công đức của mình bắt đầu gì? Có một chút, thì bây giờ có các loài quỷ thần đến gì? Đến phá đạo chúng ta. Hoặc là gì? Thiên ma sai đến, hoặc là gì? Bằng lòng đố kỵ mà gì? Mà các loài quỷ đó đến. Mà các loài quỷ này gọi là cái loại gì? Gọi là tinh mị. Các loài tinh mị, cầm đầu các loài tinh mị này thì có một con quỷ, đó là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Trong chỉ quán tọa thiền, Ngài Thiên Thai Chí Giả dẫn kinh Phật nói rằng á, con quỷ Thâu Lạp Cát Chi này nó đặc biệt ghét người tu, kể cả người xuất gia và người tại gia, nó ghét lắm. Vì sao mà nó ghét? Dẫn chứng rằng thời Đức Phật Ca Diếp, thời Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đến khi thời tượng pháp của Đức Phật đó, có một vị tỷ khiêu phá giới và bị chư tăng là gì? Tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn. Và vị tỷ khiêu này sau khi bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn, ôm hận và xuất gia theo một ngoại đạo, và thề rằng đời đời kiếp kiếp sẽ gì? Sẽ báo thù và phá gì? Bằng được những kẻ xuất gia tu hành theo đạo Phật. Ông ta hận và ông ta phát nguyện như vậy. Và sau khi chết, do ông ta cũng gì? Cũng đi tu theo gì? Theo ngoại đạo. Cho nên ông ta gì? Hóa làm một loài chúa quỷ. Và con quỷ đó chính là quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Sách nói quỷ, mặt con quỷ này á, nó như là cây đàn tỳ bà, và nó rất hung dữ. Nó đến phá người tu bằng chúng ta thì có rất nhiều cách. Nhưng mà một cách nó hay thường làm á, cách nó thường làm đó thì là nó bò khắp cơ thể của chúng ta, hoặc là lưng, hoặc là thân đằng trước, hoặc đằng sau, hoặc trên mặt, hoặc trên mũi, hoặc là trên tai, hoặc trong tai, hoặc chui vào tai, hoặc chui vào lỗ mũi, hoặc dò dậy ở trên đầu ta. Nó làm chúng ta như là có một cái con sâu, chúng ta cảm giác như có một con sâu, hoặc là một con gì, một con bọ nó cắn chúng ta, hoặc là nhiều con gì, con sâu, nhiều con bọ cắn chúng ta, làm cho chúng ta không thể định tâm được. Nhưng thực tế có sâu không? Không có sâu, không có một con sâu nào. Có bọ không? Không có một con bọ nào. Ngày xưa khi chúng tôi mới tu thiền thì cũng gặp trường hợp này.
Thực tế chúng tôi đã gặp trường hợp này. Có những lúc nó có thể gì? Mình có một cái điều cảm nhận gì đó nó khác biệt một cái thì tự nhiên là nó đến. Nó đến và nó có thể gì? Có thể nó như là một người con gái nó ôm choàng vào mình. Nhưng mà thực tế không phải, không có người con gái nào nhưng như một người con gái ôm choàng vào mình. Hoặc là cũng có lúc gì như một con quỷ nó đến và gì, và nó đến và nó ôm choàng mình hoặc nó đánh mình. Và đặc biệt ngày xưa chúng tôi có những cái trải nghiệm thực tế đó, cái khi mà chúng tôi hay tu, chuyên tu ngày xưa đó, thì như có lúc đầu thì mình cũng chưa học kỹ cho nên chưa hiểu, nhưng tự nhiên thì có một cái con bướm hay là cái con gì đó nó bay, nó đậu vào mặt mình, nó đậu vào mặt mình và bắt đầu thì nghe nó cứ bò, nó nhột 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 vào gì mình lấy tay mình phủi nó, nhưng phủi một cái thì được một tí rồi lại tiếp tục nghe nó gì, nghe bò vào mình, nó đậu vào mình và nó bò mình, phủi vài lần như thế nhưng không thấy cái gì cả, mở mắt ra không thấy cái gì cả. Và sau này đọc thấy cái quyển thực hành bọ vân vân, mà đó chính là gì, các loài tinh mị do quỷ Thâu Lạp Cắt Chi cầm đầu. Trong sách đó nói là nếu chúng ta muốn đuổi các loài tinh mị đó cũng không có gì khó lắm đâu, đó là tính theo giờ chúng ta tu tập. Ví dụ giờ tí này thì thường là có ba cái loài linh vật, ví dụ con chuột này, chuột công này, chuột chuỗi này, vân vân, cái con đó thì nó đến gì, đến để phá chúng ta, thì chúng ta cứ đọc tên nó lên là gì, nó chạy. Khi chúng ta đọc được tên nó thì cái đấy các vị về xem lại, có thể các vị vào mạng tra cái quyển Chỉ Quán Đại Thiền Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem cái phần biện ma và cái cách gì, cách trị ma ở trong đó thì sẽ thấy rõ cái điều đó. 12 giờ Tí Xỉu Dần Mão Thìn Thìn Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, trong 12 giờ đó mỗi giờ có gì, có 2 đến 3 con vật, nó thường là nó gọi là cái tinh mị, cái quái vật đó chúng ta cứ kêu tên, đọc tên đó là hết. Nếu đọc tên của ba con vật đó thì trong cái giờ đó thì chúng ta ngồi thiền vào giờ gì, giờ Tị chẳng hạn, thì chắc chắn là gì, có con rắn rồi. Chúng ta kêu tên đọc nó lên chẳng hạn, mà nó không đi, nó vẫn cứ dọ dẫy, nó bò, nó cắn chúng ta, nó làm chúng ta buồn đó. Thì cái đó chắc chắn đấy không phải là không phải là gọi là tinh mị bình thường, mà đây chính là gì, là Thâu Lạp Cát Chi, quỷ Thâu Lạp Cát Chi. Và khi đó kinh nghiệm của tổ dạy chúng ta thì lúc đó hãy đọc tên nó lên, rồi hãy kêu tên nó lên, nói là gì? Ta là đệ tử của gì, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta nay gì, người xuất gia thì nói ta này là người xuất gia giữ giới tu hành, không gì, không phá giới và không sợ ngươi. Còn á, người tại gia thì chúng ta thì ta nay là đệ tử tục gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta tu hành giữ pháp tam quy hoặc là giữ pháp năm giới gì đó vân vân, chúng ta không sợ gì ngươi. Và khi đó chúng ta đọc tên nó lên, nói là ta nay đã biết gì, biết rõ ngươi, ngươi chính là gì? Con quỷ Thâu Lạp Cát Chi, vốn xưa ngươi vốn là gì? Một vị tỷ khiêu phá giới, nay ngươi không biết hổ thẹn mà lại còn gì, còn đi phá những người tu đạo nữa hay sao? Liền quở trách nó thế. Pháp của quỷ gì, khi nghe người ta kêu thế gì, tên nó lên á, thì lường liền nó gì, nó bị bại lộ rồi thì là nó gì, nó sợ, nó bỏ chạy, lóng có nó bỏ chạy thôi. Như vậy là sự trả lại cái sự thanh tịnh cho chúng ta tu. Đấy là những cái phương pháp trị quỷ và đuổi quỷ. Và còn các tổ trong sách đó, tổ còn dạy có nhiều phương pháp nữa. Hoặc là tổ trong sách đã nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư tu hành ẩn cư ở trong núi, thì thường là quỷ thần đêm đêm đến phá. Mỗi khi cụ ấy nhập định, thì thiền sư ấy nhập định thì quỷ liền đến phá, mà đặc biệt là cái lúc bắt đầu sầm sầm tối, quỷ đến phá, ma quỷ đến phá, khiến cho ông ấy rất khó để nhập định và không thể trụ lại ở nơi đó được. Ông rất phiền não và định xuống núi và bỏ hang động để đi tìm những nơi khác. Và may thay thì có một vị hòa thượng cũng ẩn cư ở gần đấy và dạy cho vị thiền sư được cái phương pháp là gì, và dạy cho là chỉ là dùng cái chuỗi tràng niệm Phật đó. cái tràng này tràng cầm tay, còn cái tràng ngày xưa là tràng gì đeo cổ này, 108 hạt này, dạy cho dùng cái cối tràng đó gì, chỉ
chỉ 108 viên đại bi vào. Mỗi một cái hạt tràng này chỉ một viên đại bi, tức là đặt cái cố tràng đó lên trên cái ban thờ Phật á, và chỉ 108 viên đại bi chú tâm vào đó. Chúng ta chỉ chú như vậy, chú tâm vào cái tràng đó. Xong đó thì dạy cái vị thiền sư kia treo ra trước cửa hang động, và vị thiền sư cũng làm theo cái vị hòa thượng kia. Làm xong một cái thì bắt đầu từ hôm đó trở đi thì không có ma quỷ đến phá nữa. Chúng ta thấy đấy cũng là một phương pháp gì, trị quỷ. Và ngài Thiên Tây Trí Giả Đại Sư, ngài cũng dẫn dụ một cái câu chuyện nữa, là cũng có một vị ẩn cư ở trên núi, và cũng thường bị ma quỷ đến phá, và ma quỷ nó còn hiện cả hình đến để phá. Vị này chuyển nơi nào cũng bị như thế, ở hang động này cũng bị, mà ở hang động kia bị, mà lập chòi, lập am, lập chanh gì, lập am chanh để tu cũng bị. Vị này thì cũng rất là khổ sở và lo lắng về cái sự tu của mình, không biết vì cái duyên gì mà cứ bị ma quỷ nó phá như vậy. Thế một hôm nữa gặp được một vị hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp gì, dùng cái gương á, và cũng chỉ 108 biến đại bi vào đó, 108 biến đại bi thập chú vào, tức là để cái gương lên trước ở trên ban thờ Phật của mình, và nhất tâm chỉ 108 biến đại bi vào đó, và đem cái gương này treo vào cái chỗ mình hay ngồi thiền. Ví dụ cái chỗ tôi ngồi thiền hay ngồi tụng kinh như thế này, thì treo cái bức gương vào đằng sau như thế này, để cho phản là cái sự ngồi, như cái bức tranh, ví dụ như bức tranh đằng sau tôi này là cái gương, và những nơi này là gì, tôi hay nơi tôi ngồi thiền và tôi tu tập như thế này. Và từ khi cái vị sư đó chỉ 108 biến đại bi vào cái gương đó để sau cái chỗ ngồi thiền tu tập của mình á, và từ đó thì cũng không có một con quỷ nào đến phá ngài nữa, và vị đó yên thân để tu tập. Đó là một phương pháp gì, phương pháp trị quỷ bằng phương pháp gì, đọc tên nó ra, như là các loài tinh mị 12 giờ, thì giờ nào thì mỗi giờ có gì, có 3 loài thú đến, chúng ta đọc tên nó ra thì liền là các loài tinh mị đó bỏ đi, không khủng bố chúng ta được. Nếu mà quỷ thâu làm cắt chi ấy, thì chúng ta cũng kêu tên nó lên, và chúng ta thì nếu kêu tên nó mà nó chưa bỏ đi ấy, thì chúng ta thì đọc giới. Nhưng chúng ta mà giữ năm giới, Phật tử đại gia giữ năm giới, thì chúng ta cứ đọc năm giới: giới thứ nhất không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, giới thứ năm không uống rượu. Đây là năm giới Đức Phật dạy cho tôi, và gì, tôi nhất tâm tôi chỉ giữ, và mình lại đọc lại nhé. Giới thứ nhất không sát sinh, thứ hai vân vân, cho đến thứ năm, là cứ như vậy mình đọc đi đọc lại năm cái giới mình phát nguyện thọ trì đó, dần dần quỷ thâu lạp cát chi cũng sẽ bỏ đi. Hoặc nếu Phật tử chưa thọ năm giới thì đọc tam quy. Đọc tam quy là đệ tử con phát nguyện quy Phật rồi, nguyện đời đời gì lễ kính chư Phật, hoặc là đệ tử con gì nguyện phát nguyện quy Phật thì không quy y hung thần quỷ vật, đệ tử con là gì, tên pháp danh là gì, quy y pháp rồi nguyện gì, không quy y ngoại đạo tà giáo, đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi nguyện đời đời không quy tổn hiếu ác đảng. Cứ đọc đi đọc lại như thế vài lần, nhắn đến là nhiều lần, thì tự nhiên quỷ kia cũng sẽ biến mất. Hoặc rằng có thể chúng ta dùng câu gì, niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thì có thể nó không đi đâu. Ngày xưa tôi đã thử rồi, mình niệm Phật đó thì nó càng làm tới. Bởi vì nó nói gì, nó nói là gì? Phật thì từ bi, Phật gì, Phật thương tất cả chúng sinh. Đương nhiên Phật không có sự phân biệt giữa ma và gì, ma và người, ma và đệ tử của ngài. Cho nên gì, mình niệm Phật đó nó không sợ. Thì khi đó mình cần đuổi nó thì mình phải dùng gì, không dùng Phật mà mình dùng ấy, dùng các vị kim cang, các vị hộ pháp để đuổi nó. Bằng cách gì? Chỉ tụng những cái câu thần chú của các ngài. Ví dụ như chỉ tụng gì, chú Đại Bi chẳng hạn. Nếu mà chú Đại Bi nó dài quá, chúng ta chỉ cần gì, chỉ chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng của Đức Quan Thế Âm thôi. Hoặc chú gì, Văn Thù Chân Ngôn của Đức gì, của Đức Văn Thù Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thôi. Nếu mà các loài quỷ thần mà hung ấy, chúng ta trì những câu thần chú thông dụng đó, ví dụ Văn Thù chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, hoặc là chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam đó, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Văn Minh Hồng đó, mà gì mà nó không đi, thì chúng ta phải dùng biện pháp mạnh, đó là tâm chú lăng nghiêm. Tâm chú lăng nghiêm đó là gì? Đó là tâm chú lăng nghiêm là Anana Đệ Tỳ Xà Đệ Bà La Ma Sa La Đà Di Bà Đà Bà Đà Đế Bà Sa La Băng Ni Phán Hồ Đô Đô Mật Sa Bà Ha đó. Nhất tâm mà trì cái câu thần chú đó, 21 biến, 149 biến hoặc 108 biến trở lên, thì quỷ sẽ liền gì,
liền bỏ chạy. Đây là biện pháp mạnh. Đó. Đây là biện pháp mạnh. Thì cho nên có rất nhiều cái phương pháp để gì? Để trị quỷ, để đuổi quỷ, đuổi ma đuổi quỷ, để cho tâm thân tâm chúng ta yên tâm để tu tập. Cho nên cái trường hợp Phật tử này chắc chắn đang bị gì? Bị tinh mị và các quỷ và quỷ thâu lạp cát chi nó này đang quấy phá cái đạo hạnh tu của vị này. Vì sao mà bị phá? Có hai nguyên do. Có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà tôi nói hai nguyên nhân cơ bản bao trùm tất. Đó là nguyên nhân thứ nhất, mình tu hành được một chút công đức và gì, thiên ma ba tuần sai các vị tiểu quỷ, tức là quỷ thâu lạp cát chi và các loài tinh mị đến gì để phá đạo hạnh tu của mình, khiến cho mình gì không thể nhập tâm, không thể một đời vãng sinh, không thể một đời giải thoát được, và ở lại thế giới này gì là kẻ hầu người hạ cho gì, cho thiên ma. Cho nên đấy là cái nguyên nhân thứ nhất, là chúng ta có một chút công đức là cho nên nó đến nó phá. Cái nguyên nhân thứ hai là tâm chúng ta tu cầu mọi gì, mong chứng thần thông, hoặc là mong chứng gì, mong đạt được một cái danh văn lợi dưỡng tiếng khen gì đó, hoặc mong được một cái gì đó không phải là chính đạo. Cho nên Phật Bồ Tát các ngài không gia trì cho chúng ta, hộ pháp thiện thần các ngài thì cũng không gia trì cho chúng ta nữa, cho nên các ngài quay lưng bỏ đi. Vì vậy gì, ma nó đến thì nó phá đạo chúng ta. Đó. Quỷ nó đến đó gì, nó hành chúng ta, nó phá đạo chúng ta. Các oan gia trái chủ nó đến thì nó đòi nợ chúng ta. Cho nên trường hợp này, một trong hai trường hợp này có thể xảy ra. Cho nên những điều quan trọng nhất thôi, không hỏi là Phật không nên, Phật tử này không nên đi tìm là con là bị trường hợp thứ một hay trường hợp thứ hai, không cần như thế. Giống như trong kinh Đức Phật nói, kẻ bị thương thì không nên hỏi là gì, mũi tên này ai bắn ta, vì sao lại bắn ta. Giống như người chúng tên độc mà, không nên hỏi là vì sao họ lại bắn ta, mũi tên này gì, người bắn tên tên là gì, và mũi tên này được bắn ra từ đâu, cái tên này được làm bằng gì, được tẩm thuốc độc gì, nó bắn như thế nào, vân vân. Không nên hỏi cái đó, chưa hỏi xong đã chết rồi, chưa tìm hiểu xong đã chết rồi. Điều quan trọng Đức Phật nói đối với bậc trí thì ngay lập tức liền phải nhổ mũi tên ra, tìm cách rìu vết thương lại và kiếm thuốc hoặc kiếm thầy thuốc để gì, để mổ và chữa trị vết thương ngay mới có cơ hội sống được. Người tu chúng ta cũng như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử là phải xử lý cái vấn đề mà vào là khi niệm Phật cứ nghe thấy gì, nghe thấy trên đầu có cái con gì nó bò hoài, lấy tay thì kéo xuống nhưng mà gì, nhưng mà không kéo được, nó có đâu mà kéo, nó không có thật tướng, cho nên gì không kéo, chỉ có phương pháp gì như thầy nói lúc nãy đó, về xem nên tìm hoặc là ra cho quan sứ mua thỉnh cái quyển Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, nhớ là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền niệm Phật của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, xem về những cái phần biện ma sự và phần trị ma trị quỷ ở trong quyển sách đó, rất lợi ích cho các quý vị. Học thuộc đi, nếu mà tu trong vòng 12 giờ đó thì những cái quan tinh mị nào nó đến kêu tên nó lên nó bỏ chạy, hoặc quỷ thâu lạp cát chi cũng kêu tên nó lên đuổi nó bỏ chạy, hoặc là trì nhất tâm trì chú thì nó sẽ bỏ chạy. Nên điều quan trọng nhất phải dụng tâm này, dụng tâm cho trong sáng. Tâm tu Phật không cầu danh văn lợi dưỡng, đó là tâm trong sáng. Tâm tu Phật chỉ cầu này minh tâm kiến tính, trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để khai ngộ tâm tính của mình, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để dẫn dắt cứu độ chúng sinh mà thôi. Đó chính là cái tâm gì, tâm cầu chính pháp, tâm tu chính pháp, tâm học chính pháp và tâm tu chính pháp. Đó. Cho nên đấy thì khuyên câu thứ tư này xin trả lời và có lời khuyên như vậy. Thank you.
Phật tử nó hỏi: từ tháng 4 âm lịch con tụng kinh một thời gian ngắn thì con nằm mơ thấy Đức Phật, thấy Đức Địa Tạng theo tư thế tọa thiền, nhưng con không được nhìn rõ, và lúc đó con niệm liên tục Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Được một lúc thì Ngài biến mất, con lại vẫn tiếp tục hành trì cho đến thời gian cách đây không lâu. Thì một đêm con mơ thấy chị dâu con cảm thấy có một phần tâm linh khác ở trong chị con lúc đó. Con tiến lại gần thì phần tâm linh đó hiện ra một vị mà con chỉ nhìn thấy mặt. Mặt màu đen là đầu trâu, con nhìn rõ hai cái sừng trâu nhưng con không thấy sợ gì cả. Và vị đó nói với con: hãy chịu khó niệm Phật thật nhiều vào. Sau đó con trong mơ tự dưng con nghĩ đó là quỷ thần. Thầy ơi, thầy giải đáp giúp con giấc mơ của con thế là thế nào? Con cũng không hề cầu mong để mơ thấy cái nọ, mơ thấy cái kia, nhưng tự nhiên nó cứ mơ thấy. Con khi nằm ngủ con cũng niệm Phật trong tâm con đến khi ngủ, lúc nào không con không biết. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. Giấc mơ của bạn thì nghĩ là cũng có những cái nhân duyên đặc biệt mà do cái sự tu tập của bạn cảm nhận. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ có thể nói là rất tốt. Giấc mơ thứ hai có thể nói là gì? Báo hiệu cho một điểm mà không tốt có thể xảy ra trong tương lai. Nếu mà chị của bạn mà gì mà đang mang thai ở trong bụng thì có thể cái thai này gì sẽ là quái thai, hoặc là sinh ra một đứa trẻ sau này gì sẽ rất là ngang tàng bướng bỉnh. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên mà bạn niệm Phật cho nên cái vị đó nói được rồi, bảo nên niệm Phật nhiều vào, thì nếu mà được như vậy thì sau này đứa trẻ này, nếu mà đứa trẻ quái thai thì có thể gì, có thể nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Hoặc đứa trẻ ngỗ ngạc, ngỗ nghịch, ngang tàng thì cũng gì, nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Cho nên hãy tin vào điều đó, bạn hãy nhất tâm niệm Phật. Và bảo chị của bạn nếu mà có thai thì nhất tâm niệm Phật. Mà nếu không, chị bạn không phải là người đang mang thai một đứa trẻ trong bụng, thì cái trường hợp đó đang có oan gia trái chủ. Hoặc chính gì, chính chị của bạn kiếp trước là cái người như vậy thì được đầu thai làm người, tức là quỷ thần được đầu thai làm người. Nhưng kiếp này nếu chưa gặp Phật Pháp thì bạn gì nên khuyên chị gì? Nghe Pháp và nên tu theo gì, theo Phật Pháp, để giải trừ cái nghiệp chướng đó, để cho đời đời kiếp kiếp sinh ra không phải đọa vào tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh làm thân quỷ thần như vậy nữa. Đấy là cái lời mà thầy khuyên bạn nên làm. Còn cũng đừng có mong cầu, đừng có chấp vào những cái giấc mơ đó làm gì. Cái gì nó qua đi thì qua đi, giống như cuộc sống của chúng ta sờ sờ ra đây Phật còn dạy thì vô thường khổ không vô ngã, mà huống chi là giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta này Phật nói là gì, cũng như là một gì, một tấm kịch vở tuồng, như là một giấc mơ dài vậy. Trong giấc mơ thì gọi là tiểu mộng, cuộc đời của chúng ta Phật gọi là gì? Đại mộng. Cho nên cũng đừng có chấp vào nó, mà điều quan trọng thì hãy nhất tâm tu tập tín Phật, niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện nhiều hơn nữa để được hưởng cái gì? Cái tâm an lạc và đức hạnh của do công đức tu tập đem lại theo lời Phật dạy.
Một Phật tử nó hỏi: từ tháng tư âm lịch con tụng kinh một thời gian ngắn thì con nằm mơ thấy Đức Phật, thấy Đức Địa Tạng theo tư thế tọa thiền, nhưng con không được nhìn rõ. Và lúc đó con niệm liên tục Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, được một lúc thì Ngài biến mất. Con lại vẫn tiếp tục hành trì cho đến thời gian cách đây không lâu, thì một đêm con mơ thấy chị dâu con cảm thấy có một phần tâm linh khác ở trong chị con lúc đó. Con tiến lại gần thì phần tâm linh đó hiện ra một vị mà con chỉ nhìn thấy mặt, mặt màu đen là đầu trâu. Con nhìn rõ hai cái sừng trâu nhưng con không thấy sợ gì cả. Và vị đó nói với con: hãy chịu khó niệm Phật thật nhiều vào. Sau đó con trong mơ tự dưng con nghĩ đó là quỷ thần. Thầy ơi, thầy giải đáp giúp con giấc mơ của con thế đấy, là thế nào? Con cũng không hề cầu mong để mơ thấy cái nọ, mơ thấy cái kia, nhưng tự nhiên nó cứ mơ thấy. Con khi nằm ngủ con cũng niệm Phật trong tâm con đến khi ngủ, lúc nào không con không biết. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. Giấc mơ của bạn thì nghĩ là cũng có những cái nhân duyên đặc biệt mà do cái sự tu tập của bạn cảm nhận. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ có thể nói là rất tốt. Giấc mơ thứ hai có thể nói là gì? Báo hiệu cho một điểm không tốt có thể xảy ra trong tương lai. Nếu mà chị của bạn mà gì mà đang mang thai ở trong bụng thì có thể cái thai này gì sẽ là quái thai, hoặc là sinh ra một đứa trẻ sau này gì sẽ rất là ngang tàng bướng bỉnh. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên mà bạn niệm Phật cho nên ấy, cái vị đó nói được là bảo nên niệm Phật nhiều vào, thì nếu mà được như vậy thì sau này đứa trẻ này, nếu mà đứa trẻ quái thai thì có thể gì, có thể nó sẽ tốt hơn trong tương lai, hoặc đứa trẻ ngỗ ngạc, ngỗ nghịch, ngang tàng thì cũng gì nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Cho nên hãy tin vào điều đó, bạn hãy nhất tâm niệm Phật và bảo chị của bạn nếu mà có thai thì nhất tâm niệm Phật. Mà nếu không, chị bạn không phải là người đang mang thai một đứa trẻ trong bụng, thì cái trường hợp đó đang có oan gia trái chủ, hoặc chính gì, chính chị của bạn kiếp trước là cái người như vậy thì được đầu thai làm người, tức là quỷ thần được đầu thai làm người. Nhưng kiếp này nếu chưa gặp Phật Pháp thì bạn gì nên khuyên chị nghe Pháp và nên tu theo gì, theo Phật Pháp, để giải trừ cái nghiệp chướng đó, để cho đời đời kiếp kiếp sinh ra không phải đọa vào tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm thân quỷ thần như vậy nữa. Đấy là cái lời mà thầy khuyên bạn nên làm. Còn cũng đừng có mong cầu, đừng có chấp vào những cái giấc mơ đó làm gì. Cái gì nó qua đi thì qua đi, giống như cuộc sống của chúng ta sờ sờ ra đây Phật còn dạy thì vô thường, khổ không vô ngã, mà huống chi là giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta này Phật nói là gì, cũng như là một gì, một tấm kịch vở tuồng, như là một giấc mơ dài vậy. Trong giấc mơ thì gọi là tiểu mộng, cuộc đời của chúng ta Phật gọi là gì? Đại mộng. Cho nên cũng đừng có chấp vào nó, mà điều quan trọng thì hãy nhất tâm tu tập tín Phật, niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện nhiều hơn nữa để được hưởng cái gì? Cái tâm an lạc và đức hạnh của do công đức tu tập đem lại theo lời Phật dạy. A-mi-tha-va.
Câu thứ 5. Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Câu thứ nhất: trong lúc cầm quyển kinh khi gặp chư tăng ni, con có phải xá chào không? Thầy xin trả lời gì? Chắc chắn là không. Vì gì? Vì kinh Phật là gì? Chính là pháp. Mà pháp là gì? Là ngôi vị tôn kính thứ hai trong 3 ngôi tam bảo. Ngôi thứ nhất là gì? Là Phật. Ngôi thứ hai là pháp, và ngôi thứ ba mới là gì? Mới là tăng. Vậy chúng ta đang cầm kinh Phật trên tay, tức là chúng ta gì? Đang có pháp ở trong gì? Trên tay. Cho nên là chúng ta không được cầm quyển kinh để gì? Để xá chư tăng. Mà có thể chúng ta cầm quyển kinh, chúng ta chỉ gì? Hơi cúi đầu, hoặc chúng ta chỉ gì? Chỉ đứng trang nghiêm, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Còn ở pháp hội, mà các vị thấy ở pháp hội của chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy các Phật tử không phải là để xá thầy. Cái khi mà đi kinh hành nhé, các Phật tử thường là hơi cúi mình và giơ quyển kinh lên này á, để lên trên đầu này, để hơi cúi mình xuống, để là cũng là để biểu thị cái sự tôn kính pháp và sự tôn trọng tăng thôi, chứ không phải là cầm quyển kinh như thế là để xá thầy và xá ban pháp khí và xá ban trai chủ đâu. Đó, các Phật tử phải hiểu rõ cái điều đó. À, như vậy là chúng ta biểu thị gì? Tôn trọng pháp, kính pháp và tôn trọng tăng. Kính pháp là sao? Khi đó chúng ta hơi cúi đầu xuống và để cái quyển kinh lên gì? Trên đầu chúng ta này, là như thế này, là cúi xuống như thế này. À, thì đó gọi là biểu thị của sự kính pháp và sự tôn trọng tăng. Tôn trọng tăng thì chư tăng đi qua, thì chúng ta không nhìn thẳng vào mặt chư tăng mà chúng ta cúi, hơi cúi mình, hơi cúi đầu xuống. À, đó gọi là tôn trọng tăng. Ý thứ hai, Phật tử nào hỏi là: trời đang nóng mà chúng con lấy kinh quạt có được không? À, chắc chắn không được. Nóng đến đâu thì nóng cũng không được lấy kinh của Phật để phe phẩy như thế này. Như thế này thì gọi là gì? Gọi là coi thường pháp. Quyển kinh là vô lượng pháp bảo, mà chỉ do kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc do các đệ tử của Đức Phật nói ra, được Đức Phật gì? Ấn chứng. Thì đó mới gọi là kinh Phật. Kinh Phật là con đường để dẫn chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Kinh Phật có gì? Có công năng gì? Phá mê khai ngộ, phá tà hiển chính, là con mắt sáng cho nhân thiên nương vào đó để thoát ra khỏi cái đêm dài tăm tối, tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên á, chúng ta vừa đọc kinh Phật xong mà chúng ta lại gì? Nóng quá lấy kinh Phật ra để quạt phạch phạch như thế này ạ. Như vậy là gì? Không có một cái sự tôn kính pháp. Không có một sự tôn kính Phật đã nói ra pháp đó. Không có sự tôn kính chư tăng là những người đã bảo vệ, duy trì, thậm chí đổi cả xương máu của mình để duy trì và hoàn truyền những bộ kinh đó. Cho nên ấy, chắc chắn là không được. Nóng thế nào thì cũng không được gì? Dùng kinh, dùng luật, dùng luận của Phật để gì? Để quạt mát rồi. Chắc chắn không được. Cái gì phương tiện được thì chúng tôi là nói là phương tiện. Còn cái gì nhất định không thể phương tiện, đó là gì? Là nhất định không thể phương tiện. Ví dụ như là đang cầm kinh Phật ở trên tay mà gì? Thấy thầy mình đến, hay thấy tăng ni, tức là thầy mình đến là gì? Mà cầm quyển kinh Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này thì là không được, nhất định không được. Cho nên nếu có kính Phật trong tay, chúng ta cầm quyển kinh trên tay, chúng ta thì để trước ngực chúng ta này, và chúng ta thì đứng yên, chúng ta A Di Đà Phật, hoặc chúng ta chỉ hơi cúi đầu A Di Đà Phật thế này thôi, chúng ta không được cầm quyển kinh mà vái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thế này. Đó, các Phật tử nhớ đấy là gì? Nhất định không được, không được làm. Và việc thứ hai nhất định không được làm nữa, đó là gì? Không được lúc nóng lấy kinh sách của gì? Của Đức Phật hay là của các tổ sư, sớ đại của tổ sư để mà quạt mát cho mình, đó là nhất định không được làm. Ý thứ ba, Phật tử nói khi con đang, khi chúng con đang tụng kinh, dùng nước miếng lật qua trang khác có nên không? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho. Cái này cũng nhất định không được. Phật tử này hỏi 3 câu thì chúng tôi đều trả lời cả 3 điều nhất định không được. Vì kinh Phật là vô thượng pháp bảo của Đức Phật, mà 10 phương chư Phật đều hộ trì, 10 phương chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đều tán dương khen ngợi và hộ trì, 10 phương chư thiên long bát bộ pháp thiện thần đều coi trọng và bảo vệ nó. Cho nên
Nay chúng ta là một Phật tử, là một thiện nam tín nữ hoặc là một tăng ni, đọc kinh Phật chúng ta không đủ lòng thành kính thì thôi, mà chúng ta dở sang trang, chúng ta lại còn gì, lại còn thấp nước miếng vào để lật trang kinh như thế này để cho dễ dở, như vậy là gì? Là sai, chắc chắn không được, không được làm như thế. Rồi có Phật tử này nói là gì, vậy cũng con không gì không dùng nước miếng mà chúng con lấy một cái đĩa đĩa nước hoặc cái chén nước để bên cạnh, chúng con cho tay vào cho gì để con dở cho nó dễ có được không? Cũng không được. Vì sao? Vì kinh Phật không thể để nó rách mướt tàn tã được. Chúng ta biết cái giấy mà gặp nước thì sao nhỉ? Giấy gặp nước thì sao? Nó sẽ bở và nó sẽ gì? Sẽ rách trong gì? Một vài lần chúng ta dở kiểu như thế. Đáng lẽ quyển kinh này thì cái tuổi thọ nó được 10 năm. Nhưng chúng ta dở kiểu như thế, nó có thể chưa được một năm nó gì? Nó đã mất hết cái góc và thậm chí dần 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 nó cứ vào hết, mất cả quyển chữ, quyển kinh không còn trang nghiêm nữa. Cho nên dùng nước để thấm để dở cũng không được. Chúng ta phải dở này, phải luyện dần cho cái tay mình nó khéo, nó điêu luyện đi. Điêu luyện là sao? Chúng ta biết là xỏ cái kim. Ngày xưa các cụ ngày xưa thì các cụ ngày xưa ở quê mà thường may vá thường phải lấy cái chỉ để xỏ cái kim. Không phải các vị đừng có nghĩ rằng á, bất cứ ai dù mắt sáng đến đâu không phải cầm cái sợi chỉ xỏ một cái là được với kim đâu, mà phải gì? Cũng phải xỏ mãi, xỏ nhiều lần nó mới thành quen, nó mới thành gì mình gọi là điêu luyện đó. Làm nhiều lần thành quen. Cái lỗ cái kim nó rất là nhỏ, nó chỉ có xuyên qua cái chỉ, nó chỉ có gì lọt qua một tí thôi. Nhưng người quen tay, người may vá quen tay, người ta cầm cái kim, người ta xoáy cái chỉ một cái và người ta gì giơ cái kim lên, người ta gì thậm chí người ta quay mặt đi đằng khác, người ta gì xỏ vẫn gì vẫn đúng cái lỗ kim rất nhỏ đó và kéo cái sợi chỉ bên ngoài đó. Thì cái sự điêu luyện rèn luyện mãi thành quen. Chúng ta dở kinh cũng vậy, chúng ta dở chúng ta chỉ cần hai cái ba ngón tay hoặc mấy ba ngón tay như thế là chúng ta dở, chúng ta chỉ cần hơi xê cái tờ giấy, chúng ta miết nhẹ cái tờ giấy một cái liền là nói gì, một cái tờ giấy trên nó bong lên, một cái tờ giấy dưới thì nó tụt xuống. Chúng ta nhớ hơi miết một cái, hơi xoay miết một cái, thế là nó cái tờ gì tờ kinh nó sẽ thì rời nhau thôi. Đấy là cái nghệ thuật dở kinh. Các vị nhớ nhé, hơi ngón tay như thế này, đây ngón tay như thế này, ngón tay như thế này, chúng ta chỉ cần hơi miết một cái đó thì có nghĩa là một tờ gì, tờ lên tờ xuống rồi đó. Chúng ta lấy tờ lên, lấy như thế này, tờ lên tờ xuống đó, miết như thế này, nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mạnh quá như thế này, nó nhàu cũng gì cũng dễ hỏng quyển kinh rất là nhanh. Cho nên chỉ cần cái góc chúng ta rất là nhẹ nhàng, hơi miết một cái thấy chưa, được một tờ, có mấy tờ hơi miết một cái, ngón tay cái chúng ta đẩy lên phía trước, ngón tay gì bên dưới ngón tay cái chúng ta gì kéo xuống phía dưới à, nhớ xoáy như thế này, xoáy thế này à, xoáy thế này, đương nhiên là được tờ gì tờ lên tờ xuống. Không đừng có cười, tôi phải dạy gì dạy như là dạy gì dạy trẻ con ấy. Các cụ các Phật tử các hoan hỷ thông cảm cho, lắm khi là gì tôi thì con người thì dân tộc quê mùa chất phác cho nên nói cái gì nó cũng phải thực tế, cho nên đừng có cười à, nó rất thực tế trong cuộc sống. Ai biết rồi thì không sao, mà đây là nói cho những người chưa biết. Cho nên ở đây á, chắc chắn không được dùng nước miếng để dở quyển kinh, hay kể cả nước trắng bình thường chúng ta cũng không nên lấy cái đĩa hoặc cái chén hay cái bát để lên để lấy nước để dở kinh như thế, nó sẽ làm nhanh hỏng quyển kinh, sẽ phải tội. Cho nên ba câu hỏi của một Phật tử này thầy đều trả lời là nhất định không được. Đó, xin trả lời thêm rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta cùng biết thêm.
Câu thứ năm, Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi, kính mong thầy giải đáp. Câu thứ nhất, trong lúc cầm quyển kinh khi gặp chư tăng ni, con có phải xá chào không? Thầy xin trả lời gì? Chắc chắn là không. Vì gì? Vì kinh Phật là gì? Chính là pháp. Mà pháp là gì? Là ngôi vị tôn kính thứ hai trong 3 ngôi tam bảo. Ngôi thứ nhất là gì? Là Phật. Ngôi thứ hai là pháp, và ngôi thứ ba mới là gì? Mới là tăng. Vậy chúng ta đang cầm kinh Phật trên tay, tức là chúng ta gì? Đang có pháp ở trong gì? Trên tay. Cho nên là chúng ta không được cầm quyển kinh để gì? Để xá chư tăng. Mà có thể chúng ta cầm quyển kinh, chúng ta chỉ gì? Hơi cúi đầu, hoặc chúng ta chỉ gì? Chỉ đứng trang nghiêm, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Còn ở pháp hội, mà các vị thấy ở pháp hội của chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy các Phật tử không phải là để xá thầy. Cái khi mà đi kinh hành á, các Phật tử thường là hơi cúi mình và ra quyển kinh lên này á, để lên trên đầu này, để hơi cúi mình xuống, để là cũng là để biểu thị cái sự tôn kính pháp và sự tôn trọng tăng thôi, chứ không phải là cầm quyển kinh như thế là để xá thầy và xá ban pháp khí và xá ban trai chủ đâu. Đó, các Phật tử phải hiểu rõ cái điều đó. À, như vậy là chúng ta biểu thị gì? Tôn trọng pháp, kính pháp và tôn trọng tăng. Kính pháp là sao? Khi đó chúng ta hơi cúi đầu xuống và để cái quyển kinh lên gì? Trên đầu chúng ta này, là như thế này, là cúi xuống như thế này. À, thì đó gọi là biểu thị của sự kính pháp và sự tôn trọng tăng. Tôn trọng tăng thì chư tăng đi qua, chúng ta không nhìn thẳng vào mặt chư tăng mà chúng ta cúi, hơi cúi mình, hơi cúi đầu xuống. À, đó gọi là tôn trọng tăng. Ý thứ hai, Phật tử nào hỏi là: trời đang nóng mà chúng con lấy kinh quạt có được không? À, chắc chắn không được. Nóng đến đâu thì nóng cũng không được lấy kinh của Phật để phe phẩy như thế này. Như thế này thì gọi là gì? Gọi là coi thường pháp. Quyển kinh là vô lượng pháp bảo, mà chỉ do kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc do các đệ tử của Đức Phật nói ra, được Đức Phật gì? Ấn chứng. Thì đó mới gọi là kinh Phật. Kinh Phật là con đường để dẫn chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Kinh Phật có gì? Có công năng để phá mê khai ngộ, phá tà hiển chính, là con mắt sáng cho nhân thiên nương vào đó để thoát ra khỏi cái đêm dài tăm tối, tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên á, chúng ta vừa đọc kinh Phật xong mà chúng ta lại gì? Nóng quá, lấy kinh Phật ra để quạt phạch phạch như thế này á. Như vậy là gì? Không có một cái sự tôn kính pháp, không có một sự tôn kính Phật đã nói ra pháp đó, không có sự tôn kính chư tăng là những người đã bảo vệ, duy trì, thậm chí đổi cả xương máu của mình để duy trì và hoàn truyền những bộ kinh đó. Cho nên á, chắc chắn là không được. Nóng thế nào thì cũng không được gì dùng kinh, dùng luật, dùng luận của Phật để gì? Để quạt mát rồi. Chắc chắn không được. Cái gì phương tiện được thì chúng tôi là nói là phương tiện. Còn cái gì nhất định không thể phương tiện, đó là gì? Là nhất định không thể phương tiện. Ví dụ như là đang cầm kinh Phật ở trên tay mà thấy thầy mình đến, hay thấy tăng ni, tức là thầy mình đến là gì, mà cầm quyển kinh Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này thì là không được, nhất định không được. Cho nên nếu có kính Phật trong tay, chúng ta cầm quyển kinh trên tay, chúng ta thì để trước ngực chúng ta này, và chúng ta thì đứng yên, chúng ta A Di Đà Phật, hoặc chúng ta chỉ hơi cúi đầu A Di Đà Phật thế này thôi, chúng ta không được cầm quyển kinh mà vái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thế này. Đó, các Phật tử nhớ đấy là gì? Nhất định không được, không được làm. Và việc thứ hai nhất định không được làm nữa, đó là gì? Không được lúc nóng lấy kinh sách của gì? Của Đức Phật hay là của các tổ sư, sớ đại của tổ sư để mà quạt mát cho mình. Đó là nhất định không được làm. Ý thứ ba, Phật tử nói khi con đang, khi chúng con đang tụng kinh, dùng nước miếng lật qua trang khác có nên không? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho. Cái này cũng nhất định không được. Phật tử này hỏi 3 câu thì chúng tôi đều trả lời cả 3 đều nhất định không được. Vì kinh Phật là vô thượng pháp bảo của Đức Phật, mà 10 phương chư Phật đều hộ trì, 10 phương chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đều tán dương khen ngợi và hộ trì, 10 phương chư thiên long bát bộ pháp thiện thần đều coi trọng và bảo vệ nó. Cho nên
Nay chúng ta là một Phật tử, là một thiện nam tín nữ hoặc là một tăng ni, đọc kinh Phật chúng ta không đủ lòng thành kính thì thôi, mà chúng ta dở sang trang, chúng ta lại còn gì, lại còn thấp nước miếng vào để lật trang kinh như thế này để cho dễ dở, như vậy là gì? Là sai, chắc chắn không được, không được làm như thế. Rồi có Phật tử này nói là gì, vậy cũng con không gì không dùng nước miếng mà chúng con lấy một cái đĩa đĩa nước hoặc cái chén nước để bên cạnh chúng con cho tay vào cho gì để con dở cho nó dễ có được không? Cũng không được. Vì sao? Vì kinh Phật không thể để nó rách mứt tàn tã được. Chúng ta biết cái giấy mà gặp nước thì sao nhỉ? Giấy gặp nước thì sao? Nó sẽ bở và nó sẽ gì? Sẽ rách trong gì? Một vài lần chúng ta dở kiểu như thế. Đáng lẽ quyển kinh này thì cái tuổi thọ nó được 10 năm. Nhưng chúng ta dở kiểu như thế nó coi chưa được một năm nó gì? Nó đã mất hết cái góc và thậm chí dần 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 nó cứ vào hết, mất cả quyển chữ, quyển kinh không còn trang nghiêm nữa. Cho nên dùng nước để thấm để dở cũng không được. Chúng ta phải dở này, phải luyện dần cho cái tay mình nó khéo, nó điêu luyện đi. Điêu luyện là sao? Chúng ta biết là xỏ cái kim. Ngày xưa các cụ ngày xưa thì các cụ ngày xưa ở quê mà thường may vá thường phải lấy cái chỉ để xỏ cái kim. Không phải các vị đừng có nghĩ rằng á, bất cứ ai dù mắt sáng đến đâu không phải cầm cái sợi chỉ xỏ một cái là được với kim đâu, mà phải gì? Cũng phải xỏ mãi, xỏ nhiều lần nó mới thành quen, nó mới thành gì? Mình gọi là điêu luyện đó. Làm nhiều lần thành quen. Cái lỗ cái kim nó rất là nhỏ, nó chỉ có xuyên qua cái chỉ, nó chỉ có gì? Lọt qua một tí thôi. Nhưng người quen tay, người may vá quen tay, người ta cầm cái kim, người ta xoáy cái chỉ một cái và người ta gì? Giơ cái kim lên, người ta gì? Thậm chí người ta quay mặt đi đằng khác, người ta gì? Xỏ vẫn gì? Vẫn đúng cái lỗ kim rất nhỏ đó và kéo cái sợi chỉ bên ngoài. Đó là cái sự điêu luyện, rèn luyện mãi thành quen. Chúng ta dở kinh cũng vậy. Chúng ta dở chúng ta chỉ cần ba ngón tay hoặc mấy ba ngón tay như thế là chúng ta dở. Chúng ta chỉ cần hơi xê cái tờ giấy, chúng ta miết nhẹ cái tờ giấy một cái, liền là nói gì? Một cái tờ giấy trên nó bong lên, một cái tờ giấy dưới thì nó tụt xuống. Chúng ta nhớ hơi miết một cái, hơi xoay miết một cái, thế là nó cái tờ gì? Tờ kinh nó sẽ gì? Rời nhau thôi. Đấy là cái nghệ thuật dở kinh. Các vị nhớ nhé. Hơi ngón tay như thế này, đây ngón tay như thế này, ngón tay như thế này, chúng ta chỉ cần hơi miết một cái đó thì có nghĩa là một tờ gì, tờ lên tờ xuống rồi đó. Chúng ta lấy như thế này, tờ lên tờ xuống đó, miết như này, nhẹ nhàng thôi, đừng có làm mạnh quá như thế này, nó nhàu cũng gì, cũng dễ hỏng quyển kinh rất là nhanh. Cho nên chỉ cần cái góc chúng ta rất là nhẹ nhàng, hơi miết một cái, thấy chưa, được một tờ, có mấy tờ hơi miết một cái, ngón tay cái chúng ta đẩy lên phía trước, ngón tay gì, bên dưới ngón tay cái chúng ta gì, kéo xuống phía dưới à, nhớ xoáy như thế này, xoáy thế này à, xoáy thế này, đương nhiên là được tờ gì, tờ lên tờ xuống. Không đừng có cười, tôi phải dạy rồi, dạy như là dạy gì, dạy trẻ con ấy. Các cụ các Phật tử các hoan hỷ thông cảm cho, lắm khi là gì, tôi thì con người thì dân tộc quê mùa chất phác cho nên nói cái gì nó cũng phải thực tế, cho nên đừng có cười à, nó rất thực tế trong cuộc sống. Ai biết rồi thì không sao, mà đây là nói cho những người chưa biết. Cho nên ở đây á, chắc chắn không được dùng nước miếng để dở quyển kinh, hay kể cả nước trắng bình thường chúng ta cũng không nên lấy cái đĩa hoặc cái chén hay cái bát để lên để lấy nước để dở kinh như thế, nó sẽ làm nhanh hỏng quyển kinh, sẽ phải tội. Cho nên ba câu hỏi của một Phật tử này thầy đều trả lời là nhất định không được. Đó, xin trả lời thêm rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta cùng biết thêm. Thứ ba, con bạch thầy cho con hỏi, con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bát hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Không sao. Bát hương bản mệnh tức là ngày xưa, bát hương bản mệnh tức là chính là chúng ta đi theo bên thánh. Ngày xưa chúng ta thì nếu chưa quy Tam Bảo
chúng ta đi xem ông Đồng Bà Cốt á, họ bảo là gì, căn cao số nặng phải có bát hương bản mệnh để thờ á, thì mới gì, mới được mát mẻ, mới được mạnh khỏe, mới được bình an, mới được may mắn, vân vân. Thì chúng ta chưa biết đến Phật thì chúng ta có đến nhờ họ gì, bốc cái bát hương bản mệnh thì cái đó cũng không sao. Đấy khi chúng ta chưa học Phật mà. Nhưng còn nếu mà quy Tam Bảo rồi ấy, mà còn chúng ta còn đi xem, còn bốc cái bát hương bản mệnh đó, tức là gì? Đấy lại là sai. À, như vậy là sai. Vì sao? Khi quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, trong kinh Đức Phật nói là trên hết rồi. Phật là gì? Là Thánh Trung Thánh, là Vương Trung Vương. Thế nếu mà gọi là Thánh thì gì? Phật là bậc, là vị Thánh cao nhất. Nếu là vua thì Phật là vị vua gì? Cao nhất. Cho nên chúng ta thấy trên từ các vua quái trời, từ quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thiên Vương, cho đến quái trời cao nhất là quái trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả đều là dưới Phật, một bậc hoặc nhiều bậc cả. Các vị vua quái trời, vô số những vị vua quái trời còn quy y với thì với Đức Phật. Thậm chí trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy các vị quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mang cung điện lầu các và những phẩm vật ở thế giới, ở quái trời của mình đến để xin cúng dường Đức Phật. Thậm chí phải xin 5 lần 7 lượt Phật mới yên lặng để nhận lời cho. Phải nói với Đức Phật là thương tưởng cái lũ gì, lũ chúng con ở trên các quái trời, tuy phúc báo được quái trời nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp nay không có Phật, cho nên chúng chư thiên gì dần dần làm việc ác và giảm dần, nay được gặp Phật, đây là một sự đại phúc đức, đại nhân duyên của chúng chư thiên chúng con. Cho nên chúng con thì đem cung điện, đem thiên y, rồi đem thiên hương vân vân đó để đến đây để cúng dường Đức Thế Tôn, kính mong Đức Thế Tôn vì gì? Vì lũ chúng con để mà nhận cho chúng con, để chúng con gì? Gieo trồng được một chút thiện căn phúc đức nhân duyên với Ngài. Tắc bạch đến vài lần Đức Phật mới hoan hỷ, yên lặng nhận lời cho. Chúng ta thấy vậy thì cho nên cái câu nói này Đức Phật đó, gọi được tôn xưng là gì, là Thánh Trung Thánh, Vương Trung Vương, là bậc thánh cao tột nhất trong tất cả kìa, các bậc thánh, là vị vua gì tối thượng nhất trong tất cả các vị vua đó. Cho nên ở đây nếu mà quy Tam Bảo rồi mà còn sau này còn đi đội bát hương, còn thờ bốc bát hương bản mệnh để đội bát hương ấy, như vậy thì lại là sai. Nếu còn chúng ta đội bát hương trước, ở đây Phật tử này nói con đã quy Tam Bảo nhưng con đã có bát hương bản mệnh ở nhà, vậy có ảnh hưởng gì không? Ở đây không nói rõ là nhưng có bát hương, nhưng đã có bát hương bản mệnh, nhưng cũng không rõ là bát hương có trước hay có sau. Đây hình như là có trước thì phải. Nếu bát hương có trước thì không sao, nhưng mà bây giờ đã quy làm đệ tử Phật rồi thì tốt nhất thì làm cái lễ thì mình giải đi, thế là để cho mình theo một mối thôi, tức là nhất tâm tín Phật, theo Phật và nguyện thì nguyện được noi gương theo Đức Phật để tu tập, noi gương theo đức hạnh của Phật để tu tập, ngõ hầu mong gì một đời một kiếp này sẽ sớm được thoát khổ, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh về các quái tịnh của mười phương chư Phật, được gặp chính pháp, được tu tập sớm gì chứng thánh quả A La Hán hoặc thất địa Bồ Tát trở lên, nhận đến hàng đẳng giác diệu giác Bồ Tát, nhận đến để cho thành Phật trong một vài kiếp tương lai không xa để phổ độ chúng sinh, thì đó mới là người đệ tử Phật chân chính, phát tâm Bồ Đề chân chính. Chứ còn chúng ta vẫn còn sợ, rồi còn vẫn theo mà Đồng Bà Cốt nó phán, vẫn còn sợ rằng bốc bắt bỏ bát hương bản mệnh đi thì sợ chúng ta sẽ bị chết hay sẽ bị ốm đau bệnh tật thế này vân vân thế này khác, như vậy là chúng ta chưa có niềm tin vào Phật. Là đệ tử Phật mà chúng ta vẫn còn sợ là bỏ cái bát hương bản mệnh đi, chúng ta thì
không được khỏe mạnh, không được bình an là chúng ta thì không đủ niềm tin vào Phật. Các vị biết ngày xưa tôi chưa đi tu á, tôi cũng bị một cái trận ốm gọi là thập tử nhất sinh, tôi cũng đã kể vài lần nữa đó, chết đi 4-5 tiếng đồng hồ. Và sau khi tỉnh lại thì tự nhiên là những cái vấn đề tâm linh nhiều cái tôi tự biết được. Ví dụ tôi nhìn thấy người ta đến, tôi có thể biết người ta thì chuẩn bị vận hạn như thế nào, hoặc bị biết người ta đến kiếp trước người ta ra sao, vân vân và vân vân. Có thể nhìn mặt họ mà mình đọc quanh vách đời trước kiếp trước của họ, và cũng như là vận hạn của gia đình họ đang gặp như thế nào, tự nhiên biết. Thậm chí có nhiều cái chữ Hán, ngày xưa chúng tôi thì ở trong quê chúng tôi thì có biết gì chữ Hán đâu, biết gì chữ Nho đâu, nhưng mà nhiều chữ tự nhiên thì mình biết. Mà sau này xuất gia đi học rồi thì mình mới thấy là có cái chữ này này mình đã biết từ ngày xưa. Sau một trận thì ốm dậy mà cái vấn đề tâm linh tự nhiên nó có cái cảm nhận, biết nhiều cái như vậy. Và nó cứ ốm đau, cứ như là người giả ốm, đang khỏe thế này là lăn đùng ngã ngửa ra, và đang lăn đùng ngã ngửa thì lại thì có thể khỏe mạnh là bình thường. Bà mẹ đi xem bói, các ông thầy bảo là ôi cái anh này nó căn cao số nặng, nó phải tình đồng mở phủ đội bát hương thì nó gì nó mới mới khỏe mạnh. Rồi mẹ tôi cũng tin và cũng đi, cũng mời ông thầy về cúng bái và cũng gì cũng trình đồng mở phủ đội bát hương cho tôi. À, cái lúc đội bát hương tôi nhớ lại thì tôi cái hôm đó làm lễ đội bát hương làm lễ đội bát hương là cái ông thầy đồng cái ông phủ cái mảnh vải đỏ lên đầu của tôi, và ông đặt cái mâm lễ lên trên đầu á. Thế ông bảo là quay đi, tôi chả biết quay cái gì cả. Thế là tôi chả biết quay gì, thế là cái người đi phụ giúp với cái bà cụ đi phụ giúp cái ông thầy đồng ấy. Ông hai bà hai bên là bà túm cái mâm lễ ở trên đầu, cứ thế là lắc lắc cái đầu của tôi này. Tôi nghe thấy nó lắc vui vui, tôi cũng thấy tôi lắc theo. Thế là khi thấy tôi lắc một cái là bắt đầu mọi người hoan hô, bảo ôi giời nhà ngài giáng rồi, nhà ngài lắc rồi, nhà ngài trứng rồi. Nhưng mình nghĩ trong bụng mình rõ ràng mình nghĩ là đây là tôi lắc đấy chứ. Nhưng mà người ta ngoài cái vỗ này thì nhà ngài lắc rồi, nhà ngài giáng rồi. Đó. Cho nên đấy, chưa biết được Phật Pháp thì chúng ta sai lầm, lầm đường lạc lối cũng không sao. Thì tôi ngày xưa đấy khi mà, nhưng mà tôi nghĩ là có cái duyên đó thì tôi mới biết đến Phật. Đấy cũng là cái nhân duyên để cho tôi đến với Phật. Chứ không có cái ngày đó thì bây giờ xin thưa các vị, năm nay 43 tuổi, mấy ngày nữa là sang tuổi 44. Thế bây giờ thì bạn bè của tôi ở nhà một nách gì, một cháu thôi. Con cái thì bây giờ nó lớn lớn cả rồi. Có đứa có cháu nội, có cháu, có đứa có con rồi. À, có cháu nội rồi. Có đứa có cháu nội, cháu ngoại đến thì mấy tuổi rồi? 2-3 tuổi rồi. Không, rồi tôi về trong quê có đứa cùng sinh, sinh sau tôi một năm. Và đứa cháu nội năm nay của nó đã có đứa cháu nội năm nay đã 6 tuổi. Có đứa cháu nội 6, nó cưới từ năm mười mấy tuổi. Cưới từ năm 16 tuổi. Trong quê tôi ngày xưa nó có hay có nạn tảo hôn. Đấy, nếu mà tôi không có cái chuyện đó thì không biết bây giờ tôi đi đến đâu. Nhưng mà may thì cũng may có cái gì, các cụ ngày xưa nói này, trong họa lại có phúc. Đấy chính là gì? Trong họa có phúc đấy. Cái khi mà ốm đau bệnh tật như vậy, dở dở ương ương như vậy á, thì tôi mới tìm đến con đường tâm linh. Người ta bảo tôi phải có gì căn cao số nặng, trình đồng mở phủ mới khỏi. Nhưng trình đồng mở phủ chẳng khỏi, đội bát hương thì cũng chẳng khỏi. Và cuối cùng đến thì đến năm sau khi đi lễ Phật, có cái bà cụ ở trong làng á, bà cụ hay đi chùa, bà cụ đưa cho mượn cái quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và quyển Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương ấy. Tôi về tôi đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần, tôi cũng rất là thích. Nhưng tôi đọc thì một lần và một lần rưỡi, sang đến nửa cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chúa Hương, đến cái đoạn mà Bồ Tát Quan Âm móc mắt chặt tay, lấy mắt lấy tủy lấy máu để chữa bệnh cùi bệnh hủi cho thân phụ của mình là Vua Diệu Trang Nghiêm Vương ấy. Vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Thì khi đó tôi cảm động quá và đặt cái quyển kinh đã xuống và nói đây mới là đường của gì mà mình phải đi. Đây mới là con đường mà mình sẽ chọn để đi. Và ngay lập tức là thắp hương đối trước ban thờ thánh, rồi thờ thần linh gia tiên, thần tổ tiên của mình, mà khấn nguyện là thôi con đối với gì
Việc ở thế gian thì tạm thời là đứa con bất hiếu, không thể ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ được, không thể nối nghiệp tổ tiên, không thể nối nghiệp cha mẹ để gì? Để hương khói phụng thờ tổ tiên, lấy vợ sinh con, để cái ở nhà được. Mà con sẽ đi theo con đường của Bồ Tát Quan Thế Âm, thực hành cái bản nguyện, giống như bản nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là xuất gia để thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Và 1-2 giờ sáng phát nguyện làm cái điều đó, và mấy hôm sau liền chọn ngày lành tháng tốt để xuất gia. Và tất cả những cái việc tâm linh như trước đây, ví dụ như tự nhiên biết xem cho người ta này, tự nhiên có cảm giác tâm linh, thậm chí có người họ cũng ở nhà. Ngày xưa tôi có một cái đặc biệt là từ ngày xưa, người từ khi mà ốm chết dậy như vậy, chết xong tỉnh dậy như vậy, cái việc tâm linh tự biết thế, tự nhiên là có cái người ốm người bệnh đến múc một cái bát nước trắng mang lên trên cái ban thờ nhà mình thì khấn vài một tí xong đưa cho họ về uống thì là khỏi. Đấy, có cái chú ở trên quê nội, có cô vợ, cô điên khùng khùng xé hết quần áo. Cái chú đấy ngày xưa là trưởng thôn, xé hết cả quần áo, đi đón các thầy cúng dưới xuôi lên không khỏi, thầy cúng trên thượng về cũng không khỏi. Tức là thầy cúng người dân tộc cũng không khỏi, mà thầy cúng dưới kinh lên để phù thủy để chân yểm bùa bèn cũng không khỏi. Cứ xé quần áo thôi, cào cấu mình, cháy máu rồi đánh mình thế này thế khác, hành hạ mình. Thì hôm mà bắt đầu ngày mai tôi đi tu, thì ngày hôm nay gia đình bắt đầu đi xuống khóc lóc về van xin. Bắt đầu thì tôi bảo thôi, thì đây là cái người cuối cùng thì tôi ở nhà tôi chữa cho. Thế là tôi múc một cái bát nước đưa cho bà về, và một nửa thì vẩy ở nhà, còn một nửa thì cho cô ấy uống. Uống xong một cái khỏi ngay. Tất nhiên lúc đó thì tôi không biết, tôi vì sáng sớm hôm sau tôi đi tu rồi, tôi không biết, vì chiều tối cái gia đình người ta mới xuống, tôi không biết là hôm sau người ta khỏi ngay. Nhưng sau này mấy năm sau tôi đi xuất gia rồi, tôi về thăm gia đình ấy, mới nghe kể lại là gì? Hôm trước thầy đi tu, trước hôm thầy đi tu, thầy cho một bát nước mang về một cái uống cái khỏi ngay cho đến hôm nay luôn. Tức là 20 mấy năm nay khỏi bình thường luôn. Và ông chồng ấy bây giờ thường ấy ra làm thợ cho thầy xây, làm thợ xây thì xây ở đây. Đấy, chồng của cô ấy. Thế cho nên cái vấn đề tâm linh, ngày xưa chưa xuất gia đã biết như vậy, nhưng khi xuất gia rồi, tôi bỏ hết. Bỏ tất cả những cái việc đó. Bỏ cái việc để chữa bệnh, bỏ cái việc này, việc khác, cái kia. Mà nhất tâm và tu tập để hoằng pháp. Cho nên cái việc mà thần kỳ quỷ quái như vậy, trong nhà Phật tôi cứ nói, trong nhà Phật gọi là cái việc thần kỳ quỷ quái như thế. Phật dạy chúng ta thì người xuất gia chúng ta và người học Phật chân chính chúng ta không nên đặt nặng vấn đề vào nó. Phải biết buông bỏ và đi qua nó thì chúng ta mới cảm nhận được cái giáo lý giải thoát thậm thâm vi diệu, thanh tịnh của gì? Của nhà Phật. Đó, cho nên ở đây nói với Phật tử này là thôi cũng nên bỏ cái gì? Cái bát hương này đi. Và chỉ nhất tâm thì nếu muốn thờ thì thờ một cái bát hương thờ Phật. Tôn tượng hoặc tranh ảnh của Phật Bồ Tát treo lên trên cái phòng thờ đó, trên cái ban thờ đó, trên cái bát hương đó để mình nhìn thấy, để cung kính đỉnh lễ cúng dường hàng ngày. Các cụ đừng, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ là thờ Phật là sợ là mình không giữ được lễ, là sợ Phật quở, Phật phạt. Nhiều Phật tử nghĩ như thế, không có đâu. Phật không bao giờ quở ai, mà Phật cũng không bao giờ phạt ai. Hả? Chúng ta thờ Phật, Phật cũng không bắt chúng ta gì. Ngày ngày là phải đọc kinh thì Phật mới thương. Còn không đọc kinh là Phật ghét, không có chuyện đó. Chúng ta thờ Phật không phải ngày ngày chúng ta phải có thanh bông hoa quả, hương hoa bánh kẹo gì, đắt tiền thì Phật mới ưng. Phật Bồ Tát không bao giờ yêu cầu chúng ta phải làm những việc đó. Chúng ta nếu thờ Phật được ở nhà quý lắm. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, chúng ta chỉ cần dậy sáng thắp một nén hương, thay một chén nước gì, một chén nước trong mới đặt lên đó dâng cúng Ngài. Có điều kiện kinh tế thanh bông hoa quả lúc nào cũng tươi trên ban thờ thì càng tốt. Không thì không sao cả, chỉ cần 1 hoặc 3 chén nước hoặc 7 chén nước thôi,
1, 3, 5 hoặc 7, chúng ta nhớ là nên múc cái múc lẻ 1 chén hoặc 3 chén hoặc 5 chén hoặc 7 chén. Nếu nhiều như đàn tràng lớn thì múc 7 chén. Vừa vừa thì 3 chén, mà không bình thường thì chúng ta chỉ cần 1 chén cho dâng lên là được, cũng được. Chén nước trong, tức là chén nước trắng đó, nước lọc đó, nước La Vi hay là vân vân gì đó, chúng ta dâng lên chúng ta cúng, thắp một nén hương thay một chén nước như vậy. Chúng ta chắp tay đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta niệm Phật 10 câu hoặc là niệm Phật 10 hơi. 10 câu tức là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Như vậy là cho đến 10 câu như vậy. Hoặc chúng ta hít vào một hơi thật sâu, trụ hơi nơi đan điền của chúng ta, và chúng ta niệm ra dần dần: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là hết một hơi. Là hít vào, niệm ra như vậy cho đến 10 lần hít vào thở ra niệm Phật như thế. Và chúng ta đem cái bài hồi hướng phát nguyện, nếu chúng ta là người cầu sinh tịnh độ, chúng ta đem hồi hướng như vậy là cũng được. Hồi hướng cái bài phát nguyện: nguyện sinh Tây Phương tịnh độ, chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập, bất nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh, đây cùng thành Phật đạo đó. Chỉ cần ngắn như vậy thôi, như vậy là xong một khóa lễ, xong một khóa lễ Phật. Nếu chúng ta không có thời gian để tụng kinh, để niệm Phật dài như tăng ni và Phật tử khác, chúng ta còn đang trong tuổi đi làm, đang đi công tác xã hội, hoặc là cái là người lao động chính trong gì, trong gia đình, thì chỉ cần phương pháp tu 10 hơi niệm Phật như vậy, hoặc là 10 câu Phật hiệu, thậm chí ngày tỉnh không 10 câu Phật hiệu thôi cũng được. Dẫn trong cái tư tưởng kinh Vô Lượng Thọ, 10 câu Phật hiệu, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. 10, đấy là 10 câu Phật hiệu. Xong. Xá Phật ba xá, hoặc là lễ Phật ba lễ, lui ra đi làm. Đức Phật nói như vậy cũng để tiêu trừ được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng công đức thiện căn. Đem công đức đó hồi hướng cầu sinh Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, người đó tới khi lâm chung chỉ cần niệm được 10 câu như thế thôi, A Di Đà Phật sẽ hiện tới trước mặt người đó để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là đới nghiệp vãng sinh, gọi là mang theo nghiệp mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng điều quan trọng nhé, trong giai đoạn chúng ta hấp hối chuẩn bị mất đó, chúng ta phải nhớ chính niệm, giữ được tâm chính niệm, khởi lên được cái gì, lòng tín kính phát nguyện cầu sinh Tây Phương, và niệm được 10 câu Phật hiệu như thế, thì A Di Đà Phật sẽ đến rước chúng ta. Nếu không làm được điều đó thì Phật cũng sẽ không đến. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tu nhân tích đức ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay. Đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe mà không tu, già già nghỉ hưu mới tu. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai lầm lớn đó các quý vị. Sai lầm lớn đó, tôi nói là sai lầm lớn đó. Cho nên đó, biết tới Phật ngày nào tu được ngày đó là tốt nhất. Biết tới Phật giờ nào thì tu được giờ đó là tốt nhất. Biết tới Phật được phút nào tu được phút đó là tốt nhất. Biết đến Phật giây nào tu về, tu theo Phật giây đó là tốt nhất. Nhớ Phật, niệm Phật, đừng để lãng quên, đừng để luống phí, luống uổng mất thời gian trôi đi. Đó mới là một người đệ tử Phật chân chính tu hành, cầu sinh tịnh độ hoặc cầu đạo giải thoát, vân vân. Cho nên ở đây khuyên Phật tử này là nên sớm này, bỏ cái bát hương thờ bản mệnh kia đi, thay vào cái bát hương thờ Phật để mà gì, phụng Phật, tu tâm dưỡng tính, càng sớm càng tốt. A-mi-tha-pho. Thank you.
Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con bị bệnh vẩy nến, con đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Có người mách con đến chùa để chữa bệnh, xem bệnh tình có tiến triển không. Khi đến ngôi chùa đó, con có gặp một sư ông và nói rõ bệnh của con cho vị sư ông đó. Sư ông đó bảo con phải làm một cái lễ, sau đó con mới biết là lễ sư ông đó làm cho con là lễ thỉnh oan gia trái chủ. Sau khi làm lễ xong về nhà, con cơ thể con bị đỏ và ngứa khắp người. Bạch thầy, xin thầy cho con được biết bây giờ con phải làm gì để con được khỏi. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái này thì bạn bệnh thì bạn phải đi gì, đi bác sĩ. Đến Viện Gia Liễu, đến bác sĩ họ tư vấn cho xem. Vì các thầy thì không giỏi về y học, không biết gì về y học, có thể nói là không biết gì về y học cả, cho nên không thể tư vấn cho bạn được. Tuy nhiên cũng có thể đưa ra một vài cái trường hợp, đặc biệt là năm 2016 có một cái bạn sinh viên, bạn cũng bị cái căn bệnh gọi là vẩy nến á sừng đó, đi Viện Da Liễu Trung ương hay chữa trị các nơi không khỏi, cầu cũng không được, bạn chán và có thể là nhiều lần nghĩ đến cái sự quyên sinh tự tử, vì nó khổ, căn bệnh nó mỗi khi nó lên cơn ngứa thì khổ sở khắp người, đặc biệt là hai tay và cả trên mặt chữa không khỏi. Thế khi có một cái lần có pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, hay bạn ấy lên để tụng kinh đúng 7 ngày. Tụng kinh Địa Tạng hết 7 ngày 7 đêm với các sư và các Phật tử trong chùa xong. Thì cái ngày xong pháp hội thì bạn không ra về vội, mà bạn ở lại để dọn dẹp. Thế bước sang ngày thứ 8, bạn dọn dẹp xong thì mới về. Khi tụng kinh ấy, xong thì bạn ngồi nán lại và cầu Phật, cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng để gia trì cho bạn gặp được thầy, được thuốc để chữa bệnh cho được khỏi, đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng cho oan gia giấy chủ lịch đại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp vân vân, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, sớm được siêu thăng cảnh giới vân vân, và đặc biệt là sám hối nghiệp chướng của mình, hồi hướng cho oan gia giấy chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và chỉ cầu xin Phật Bồ Tát được cho gì, gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi bệnh. Và hết ngày thứ 8 bạn dọn dẹp xong thì bạn ra về, đến chiều tối ra về thì tụng hết ngày thứ 8 thì cái tay của bạn đã đỡ được một phần, tức là nó đỡ gì, đỡ đỏ và đỡ tấy, đỡ chảy nước, đỡ ngứa hơn, nhưng mà nó vẫn còn bệnh, nó vẫn còn, thì đỡ được khoảng độ thì 5-10% thôi, đỡ đỏ, đỡ chảy nước, đỡ tấy, đỡ ngứa thôi, nhưng vẫn còn cái hiện tượng là đỏ tấy ngứa đó, nhưng mà nó đỡ. Thế bạn về bạn ngủ qua đêm, trong lòng cứ tin tưởng là như vậy. Thế sáng sớm hôm sau dậy ngủ một cái thì cũng không để ý, liền là đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thì khi đến lúc đánh răng rửa mặt, xắn cái tay áo lên thì nhìn chỉ qua có một đêm thôi, trên tay của bạn ấy thì không còn một cái nốt gì nữa, như tay của một người bình thường, hai bàn tay như người bình thường, và trên mặt thì xoay gương không còn gì nữa. Và bạn ấy bật khóc ở trong phòng tắm của mình và mới tin rằng Phật Pháp nhiệm màu đến mức độ như thế. 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, một ngày nhất tâm làm công quả dọn dẹp ở chùa, sau đó thì mới về qua một đêm ngủ, và sáng sớm hôm sau căn bệnh mà bấy lâu nay hành hạ làm cho bạn ấy khổ sở chỉ một đêm không còn gì nữa. Nhưng muốn một đêm không còn gì nữa đó thì trước đó thì bạn đã có 7 ngày nhất tâm tụng kinh Địa Tạng theo tăng ni Phật tử ở trong chùa, và một ngày làm công quả không biết mỏi mệt, dọn dẹp quét chùa, làm dọn nhà vệ sinh vân vân, nhất tâm làm như vậy đó. Thì chúng ta thấy cái này thì đích thân bạn ấy kể trong cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu, hình như kỳ thứ nhất thứ hai vậy đó, bạn có thể xem lại cái đó, có một bạn như vậy đó. Cho nên ở đây
thì về thuốc thì thầy không có am hiểu, nhưng mà về tâm linh thì bạn có thể thử xem vào pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày trong tháng tháng tới hoặc tháng này thì có pháp hội Quan Âm tới đây 16, 17, 18 thì nó gần nhau quá cho nên không tổ chức pháp hội cả một tuần tiếp theo mà chỉ tổ chức khoảng độ tầm 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi, và cái ngày cuối tháng hoặc sang như thế nào đó thì bạn sẽ xem lịch, xem cái lịch tụng kinh nó lên, hoặc là sang tháng sau bạn có thể lên chọn được cả 7 ngày mà cũng làm y như thế, xem biết đâu được sự nhiệm màu đó lại gì lại đến với bạn. Thuốc thang mãi không khỏi, nhưng bây giờ có thể gặp thầy gặp thuốc khỏi, hoặc là được qua một đêm ngủ như cái bạn kia mà khỏi được là tốt nhất, không thì khỏi được là tốt nhất. Và một cái trường hợp nữa là có cái ông cụ ở dưới Thường Tín cũng bị cái bệnh như thế này, chữa bao nhiêu năm không khỏi, năm nay ông cụ ở trên 60 gần 70 rồi, bao nhiêu năm bị như vậy không khỏi, thậm chí cả mặt mũi thân thể trên đầu trên tóc bị như vậy, đau khổ vô cùng. Mỗi khi nó ngứa, cơn ngứa cơn đau nó nổi lên đó. Ngứa gãi và thì lại đau, mà mùi nó lại tanh hôi khó chịu. Nhưng khi đầu năm lên đây, cuối năm ngoái lên đây, thầy bảo tụng kinh Địa Tạng, Phật tử này cũng về tụng kinh Địa Tạng, lên đây theo học kinh Địa Tạng, về nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Một thời gian sau bệnh đã khỏi gần như là đến 95, 99%. Nhưng mà cái nghe khỏi rồi vừa vừa rồi đầu năm là đi chơi, tức đi tham quan, đi tham quan Hạ Long hay ở đâu, tức là đi nghỉ mát. Thế là ăn gì? Ăn cua biển và ăn tôm biển và ăn đồ đồ biển hải sản tươi sống, và về về một cái đến tối thì nó lại nổi lại như ngày xưa. Và sợ quá thì ngay mấy ngày hôm sau để lên sám hối thầy và sám hối Phật, sám hối tổ, sám hối thầy là con thấy khỏi, con đi biển, con ăn gì những cái đồ như thế vào về con lại bị như thế như thế. Xin là thầy gì giúp con, thầy bảo thầy thì chả giúp được đâu, Phật Bồ Tát cũng có thể giúp được, và tự gì tự ông mới có thể giúp được mình thôi. Hay sám hối cái gì cái việc đó, thầy đã bảo gì cái bệnh đó thì nên gì, nên ăn chay, bớt ăn những đồ gì đồ liên quan tới sinh mạng của chúng sinh thì là tốt nhất, tức là bớt ăn gì, bớt ăn động vật, thịt động vật, chỉ ăn thực vật thôi, tức là ăn chay á thì chữa bệnh nó sẽ tốt hơn. Và ông ăn chay ông chữa bệnh, tụng kinh niệm Phật nữa, tụng kinh Địa Tạng của niệm Phật, ông ăn chay thì bệnh khỏi, chữa vẫn cái thuốc như ngày xưa chữa, nhưng mà gì khỏi bệnh. Nhưng khỏi rồi đi biển ăn mặn vào một bữa thôi, về ngay tối hôm sau nó là nổi lên, ngủ qua đêm nó nổi lên đầy. Thế xong rồi nghe tôi thì sám hối thì ăn chay trở lại, phát nguyện tụng kinh ăn chay bình thường trở lại thì bệnh bây giờ nó cũng đỡ được khoảng 85-90% rồi. Hôm rồi lên nữa chỉ còn thì hơi hơi thấy cái nốt nốt nữa thôi, không có cái nốt khủng khiếp như cái ngày xưa và như khi tái phát nữa. Đấy đấy là những hai câu chuyện tôi kể cho gì cho mà bạn có cái căn bệnh này tương tự như bệnh bạn này nghe và có thể đem áp dụng thực hành xem, nhưng đặc biệt là gì nên ăn chay chữa nó sẽ tốt hơn. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.